Kính chào quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta bài số 27 của quyển vở Oli bài tập toán lớp 1. Bài học có tên Ôn tập học kỳ 1. Bây giờ cô sẽ vào tiết thứ nhất. Các con hãy quan sát bức tranh trên đây để chúng ta làm bài tập thứ nhất. Câu thứ nhất, số chấm hỏi. Câu A, bức tranh đề bài hỏi chúng ta có bao nhiêu cái bánh, rồi bao nhiêu cái bánh này, bao nhiêu cái bánh loại tròn, bao nhiêu cái bánh nằm trong cái túi màu đen xanh và bao nhiêu cái bánh nằm trong cái túi màu đỏ. Thì muốn làm cái này các con phải quan sát ở bên trên đây. Các con nhìn đây, cô có bao nhiêu cái bánh, như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đếm. Cô có nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, bên đây 2 nữa, 9, 10. Cô có 10 cái bánh, cô sẽ ghi 10 cái bánh. Rồi, tới cái bánh dài này cô có bao nhiêu cái? 1, 2, 3, 4. Cô sẽ ghi là 4. Sang bên đây cái bánh loại tròn, 1, 2, 3, 4, 5. Cô sẽ ghi là 5. Rồi, tiếp theo cái bánh màu xanh, 1, 2, 3, 4. Cô ghi 4. Sang bên đây, bánh màu đỏ, 1, 2, 3, 4. Cô sẽ ghi 4. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống câu B. Có có bao nhiêu cái khối hộp chữ nhật và có bao nhiêu khối lập phương. Muốn biết được có bao nhiêu khối chữ nhật và bao nhiêu khối lập phương, chúng ta nhìn vào đây. Ở đây cô có nè, 1, 2, 3. 3 này là 3 khối hộp chữ nhật. Các con nhìn theo cây bút cô đếm nè, 1, 2, 3, 3 khối hộp chữ nhật. Rồi, khối lập phương có 1, 2, 3, 4, có 4. Cô ghi có 3 khối hộp chữ nhật và có 4 khối lập phương. Xuống câu 2. Quan sát tranh chủ đề. Viết hai phép tính cộng và một phép tính trừ thích hợp. Về cái bánh màu xanh và cái bánh màu đỏ. Chúng ta sẽ nhìn lên đây, đây là cái bánh màu xanh và cái bánh màu đỏ. Bây giờ mình sẽ viết cái phép tính. Viết hai cái phép tính cộng và phép tính trừ thích hợp. Cô ví dụ bánh màu xanh nè và bánh màu đỏ. Bên đây cô sẽ ghi có 4 cái bánh bịch bánh màu xanh cộng 4 bịch bánh màu đỏ thì cô sẽ bằng tổng cộng là 8 bánh. Rồi tiếp theo, về cái bánh dài này và cái bánh tròn. Đây, cái bánh này với cái bánh này cô cũng viết, cô có 4 cái bánh dài, cô cộng cho 5 cái bánh tròn thì sẽ bằng 9 cái bánh. Rồi, cô viết về cái bánh này. Là cái bánh này đây. Cô có tổng cộng là 10 cái bánh. Cô bán đi 2 cái bánh. Bán đi 2 cái bánh cho cái bé gái này nè. Đây. Đây, cô có tổng cộng 10, cô bán đi 2. Thì cô sẽ còn bao nhiêu? Cô sẽ còn 8 cái bánh. Là bây giờ chúng ta đã làm xong câu 2, đó là viết hai phép tính cộng và phép tính trừ rồi. Cô chuyển sang câu thứ 3. Điền số thứ tự cho các túi bánh. Cô có túi thứ nhất, túi thứ ba. Như vậy, túi thứ nhất, túi số 1, xong rồi tới túi thứ 2. Rồi mới tới túi bánh thứ 3. Rồi 4, rồi 5, 6,
và 7. Xuống dưới đây. À, cô có ngược lại 7 trước nè. Rồi sẽ tới 6, rồi tới 5, rồi tới 4, rồi tới 3, rồi tới 2, rồi tới 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Câu chuyện đến tiết thứ hai, các con vào câu thứ nhất. Viết các số 3, 10, 8, 5 theo thứ tự. À, thứ tự từ bé đến lớn. Từ bé đến lớn. Như vậy các con kiểm tra trong bốn cái số này, số nào bé nhất thì chúng ta viết trước. Cô thấy số 3 bé nhất, cô viết số 3. Tới số 5. Rồi, số 8. Cuối cùng là số 10. Bây giờ chúng ta sẽ viết từ lớn đến bé. Từ lớn đến bé, lớn là số 10 trước. Tới số 8. Rồi số 5. Cuối cùng là số 3. Câu số 2, viết số phép tính thích hợp. Các con hãy nhìn vào bên dưới. À, bây giờ mình sẽ viết số và phép tính thích hợp. Bên đây cô có 4 cái bánh, cô sẽ ghi số 4. Bên đây cô có 5 cái bánh, cô ghi số 5. Rồi, bây giờ tổng cộng cái bánh này với cái bánh này là 9 cái bánh, cô ghi số 9. Số 9 là tổng cộng hai loại bánh là bánh hình tam giác và loại bánh bên đây là 9 cái bánh. Cô xuống đây cô viết 4 cộng 5 bằng 9. 5 cộng 4 cũng bằng 9. 4 là cộng 5, hoặc viết ngược lại là 5 cộng cho 4 đều bằng 9. Sang bên đây, à, cô có bao nhiêu cái bánh các con? Ở đây cô có 4 cái bánh tròn, cô sẽ viết số 4. Và bên đây có 6 cái bánh, cô ghi số 6. Tổng cộng hết là 10 cái bánh. 4 cộng 6 bằng 10. Xuống đây cô cũng viết phép tính. Cô có 10 cái bánh, cô trừ cho 4 cái bánh tròn thì bằng 6 cái bánh còn lại. Xuống đây cô có 10, cô trừ cho 6 cái bánh thì còn 4. Cô chuyển sang câu số 4. Chọn đáp án đúng. Câu A. Cô có một dãy cái hình, rồi dấu chấm hỏi, rồi tiếp theo một dãy hình nữa. Xuống đây, hình thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi là. À, cái dấu chấm hỏi này chúng ta sẽ điền vào cái hình nào cho thích hợp nhất. Chúng ta sẽ theo dõi cái bài học từ đầu. Cô có hình tròn, hình vuông, hình tam giác. À, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Các con đã thấy chưa nè? Này, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Đó. Rồi. Tiếp theo nữa, cô có hình tròn, rồi chấm hỏi, rồi hình tam giác. Hình tròn, chấm hỏi, hình tam giác. Rồi, hình tròn, hình vuông, hình tam giác ở trên. Rồi, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Như vậy hỏi chúng ta, cái hình ở đây là hình gì? Hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Như vậy ở đây có hình tròn, thiếu hình vuông rồi tới hình tam giác. Các con sẽ tìm cái đáp án nè, hình tròn, hình tam giác hay hình vuông chúng ta điền vào đây. Ta sẽ điền vào đây là hình vuông. Này, tròn, vuông, tam giác, tròn, vuông, tam giác, tròn, vuông, tam giác. Ở đây cũng vậy, tròn, vuông rồi mới tới tam giác. Vậy cái hình mà à ở đây phải là hình vuông. Đó.
Cô sẽ khoanh vào đáp án ở đây là đáp án câu C là hình vuông. Tiếp theo, xuống dưới câu B. Câu B cô có hình tam giác, hình tròn, hình vuông. Hình tam giác, hình tròn, hình vuông. Rồi, ngay chỗ này sẽ là hình gì? Hình tam giác, hình tròn, hình vuông. Hình tam giác, hình tròn, hình vuông. Như vậy, ở đây sẽ là hình gì? Ba cái hình này. Đây, tam giác, tròn, vuông. Có phải ở đây chúng ta thiếu hình tam giác hay không? Đúng rồi, đáp án ở đây phải là hình tam giác, là hình câu B. Các con sẽ... Ở đây là hình tam giác. Hình tam giác là thích hợp nhất. Rồi, cô chuyển xuống tiết thứ 3. Hôm nay ta học tiết thứ 3, các con sẽ học cái cách điền vào dấu lớn, dấu bé và dấu bằng. Bên đây cô có 2 cộng 7, bên đây cô có 4 cộng 5 cộng 0. Rồi, chúng ta sẽ cộng lại để điền vào cái dấu ở đây cho thích hợp và đúng. 2 cộng 7 là bằng 9. Rồi bên này 4 cộng 5 cũng bằng 9. 9 cộng 0 thì sẽ bằng 9. 9 với 9 bằng nhau, cô sẽ ghi dấu bằng. Tiếp theo, cô có 9 trừ 2. 9 trừ 2 thì sẽ bằng 7. Rồi 2 cộng 2 cộng 2. 2 cộng 2 là bằng 4. 4 cộng cho 2 thì bằng 6. Tổng cộng cái này là bằng 6. 7 lớn hơn 6, cô sẽ ghi dấu lớn. Tiếp theo, cô có 8 cộng 0. 8 cộng 0 là bằng 8. 7 trừ 3 cộng 6. 7 trừ 3 là còn bao nhiêu các con? Còn 4. 4 mà cộng cho 6 thì sẽ bằng 10. Rồi 8 với 10, 8 bé hơn 10, cô ghi dấu bé. Sang bên đây, cô có 10 trừ 3 trừ 6. 10 trừ 3 là bằng 7. 7 mà trừ cho 6 thì sẽ bằng 1. 2 cộng 0 cộng 4. 2 cộng 0 bằng 2. 2 cộng 4 bằng 6. Bên đây bằng 6. 1 bé hơn 6, cô ghi dấu bé. 2 cộng 3 cộng 0. 2 cộng 3 bằng 5. 5 cộng 0 bằng 5. Bên đây cô có 9 trừ 1 trừ 3. 9 trừ 1 là bằng 8. 8 mà trừ cho 3 thì sẽ bằng 5. 5 với 5 bằng nhau, cô ghi dấu bằng. Xuống đây cô có 3 cộng 6 trừ 2. 3 cộng 6 là 9. 9 trừ cho 2 bằng 7. 6, 4 cộng 6 bằng 10. 10 trừ cho 5 bằng 5. 7 với 5, 7 lớn hơn 5, cô ghi dấu lớn. Xuống dưới câu 2, số bao nhiêu chấm hỏi. Ta có 10 trừ bao nhiêu. 10 trừ bao nhiêu thì sẽ bằng cái số này mà trừ số 5 bằng dưới đây bằng 2. Bây giờ chúng ta sẽ làm nè. Làm trước cái bước này cũng được nè. 10 trừ 10 trừ ở bên đây, 10 trừ bao nhiêu? 10 trừ bao nhiêu thì sẽ bằng cái số này trừ cho 5. Rồi sẽ bằng 2. Có phải 10 trừ 3 bằng 7? Rồi 7 trừ cho 5 bằng 2 không? Tiếp theo, 0 cộng bao nhiêu bằng 5? 0 cộng 5 bằng 5. Cô có 8 trừ 2 thì sẽ bằng 6. 10 trừ cho bao nhiêu thì sẽ bằng 6? 10 trừ 4 bằng 6.
Câu chuyển sang câu 3. Cho các số 4, 5, 9 viết các phép tính cộng trừ thích hợp. Cô có các số rồi, số 4, số 5, số 9. Bây giờ mình sẽ viết các phép cộng trừ thích hợp. Cô ví dụ 4 cộng cho 5 thì sẽ bằng 9. Rồi, 5 cộng 4 bằng 9. Rồi, 9 bên đây là phép trừ. 9 mà trừ cho 4 thì sẽ bằng 5. 9 mà trừ cho 5 bằng 4. Các con thấy rất là phù hợp. Đó. Câu chuyển xuống câu số 4. Tính và tô màu theo yêu cầu. Những chiếc bánh chứa phép tính có kết quả lớn hơn 5, ta tô màu đỏ. Bé hơn 5 thì tô màu xanh, bằng 5 thì tô màu vàng. Bây giờ cô có 2 cộng 3 bằng 5. Thì cô sẽ 2 cộng 3 bằng 5 nè, cô ghi số 5. 5. Rồi, 7 cộng 2 bằng 9, cô ghi số 9. 7 trừ 4 bằng 3, cô ghi số 3. 9 trừ 4 bằng 5. 2 cộng 2 bằng 4. 3 cộng 6 bằng 9. 5 trừ 0 bằng 5. 8 trừ 5 bằng 3. 10 trừ 4 bằng 6. 5 cộng 0 bằng 5. 9 trừ 3 bằng 6. 10 trừ 7 bằng 3. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào những chiếc bánh chứa phép tính có kết quả lớn hơn 5 thì chúng ta sẽ tô màu đỏ. Lớn hơn 5 đó là 9. Chiếc bánh này lớn hơn 5, kết quả bằng 9 là lớn hơn 5 thì cô sẽ tô màu đỏ. Bánh nào có kết quả mà lớn hơn 5 thì chúng ta sẽ tô màu đỏ hết. Bên đây cũng vậy, 6 lớn hơn 5, cô cũng tô màu đỏ luôn. Rồi, 6 nữa nè, bánh này bằng 6, cô tô màu đỏ. Rồi, những chiếc bánh nào bé hơn 5 thì chúng ta sẽ tô màu xanh. Bé hơn 5 như là cái bánh số 3 nè. Bé hơn 5 có kết quả bằng 3, cô sẽ tô màu xanh. Rồi, ở đây một cái nữa, bé hơn 5. Mười trừ bảy bằng ba, ta cũng tô luôn. Rồi, bên đây 4, bé hơn 5. Tiếp theo, bánh bằng 5 thì cô sẽ tô màu vàng. Bằng 5 tô màu vàng. Khi nhìn vào màu vàng là ta biết những chiếc bánh này có kết quả bằng 5. Rồi. Đã xong câu 4, cô chuyển xuống câu số 5. Sử dụng các hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật để ghép thành hình em thích. Cái câu này thì rất là đơn giản. Các con sẽ ghép cái hình nào mà các con thích, cô sẽ hướng dẫn cho các con một cái hình trước. Ví dụ như đây là chiếc xe, thì ta sẽ dùng hình tròn để làm hai cái bánh xe, sau đó hình chữ nhật, rồi
rồi hai cái hình vuông, bên đây là hai cái hình tam giác. Xuống dưới đây là một chiếc tàu, đây cô có một hình chữ nhật, đây là hai hình tam giác, trên đây một hình chữ nhật nhỏ, một hình vuông và một hình chữ nhật nhỏ nữa, thêm một ít cái hình tròn thì đã thành một cái chiếc tàu. Sang bên đây cô có chiếc xe, cô sử dụng là hình vuông để làm cái bánh xe. Rồi cái đầu xe đó, hình chữ nhật, hình vuông, hình chữ nhật nhỏ và hình chữ nhật lớn, thì chúng ta ráp lại một hình vuông nhỏ thì trở thành một chiếc xe, rất là đơn giản đúng không các con? Rồi bài học của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Các con nhớ ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những bài học từ cô. Cuối cùng tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.